Redmi Note 13 bây giờ giá tốt quá các bạn ạ. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Cái thời điểm lần đầu tiên mình mở hộp cái chiếc Redmi Note 13 ra ấy, thì nó là cái phiên bản hàng sách tay, giá nó rơi tầm khoảng 4 triệu rưỡi. Thế xong sau đó khoảng mấy tháng thì cái phiên bản hàng chính hãng về Việt Nam và cái mức giá của nó rơi tầm khoảng gần 5 triệu. Tất nhiên bây giờ thì phiên bản hàng chính hãng nó đã giảm giá xuống rồi, thì nó còn tầm khoảng 4 triệu rưỡi. Nhưng phiên bản hàng sách tay ấy, mình thấy là nó còn giảm giá kinh khủng hơn nữa cơ. Hiện tại mình có tham khảo tại Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, thì cái chiếc Redmi Note 13 hàng sách tay đang có mức giá là khoảng 3.490.000 đồng. Tất nhiên với mức giá này là mức giá đã bao gồm bảo hành vàng, cả nguồn, màn hình và vân tay, và tiết kiệm khoảng 500.000 đồng so với việc các bạn mua hàng tại các cửa hàng khác. Và cái thời điểm lần đầu tiên mình mở hộp cái chiếc Redmi Note 13 ra ấy, thì thời điểm đó là nó còn chưa có tiếng Việt cơ. Đối với phiên bản hàng sách tay, hàng chính hãng thì hiển nhiên là nó sẽ có tiếng Việt rồi nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà phiên bản hàng sách tay là chưa có tiếng Việt. Nhưng bây giờ là nó đã có sẵn tiếng Việt rồi và mức giá lại quá rẻ như này. Hiện tại là cái Redmi Note 13 phiên bản hàng sách tay thì nó đang có mức giá rẻ hơn hàng chính hãng cỡ tầm khoảng 1 triệu. Mình nghĩ là 1 triệu là một cái số tiền đủ lớn ở trong tầm giá có 3 đến 4 triệu như này thôi. Đấy, và các bạn chú ý, Redmi Note 13 hàng chính hãng thì chúng ta sẽ là bản 4G, còn hàng sách tay thì chúng ta sẽ là bản 5G nhá. Đấy, chú ý cái điều này. Đấy. Vậy mình sẽ gọi tắt đi là Redmi Note 13 5G và Redmi Note 13 4G để xem là những sự khác biệt của nó là gì. Thực ra là mình đã có một cái video nói rất là kỹ rồi, đấy thì mình cũng sẽ nói lại thôi. Đầu tiên ý, là Redmi Note 13 5G lại rẻ hơn Redmi Note 13 4G tới 1 triệu. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đấy là Redmi Note 13 5G nó có hiệu năng tốt hơn, rõ ràng rồi. Con chip Dimensity 6080 nó sẽ tốt hơn so với cả con chip Snapdragon 685. Đấy, nhiều người thì khi sử dụng con chip 685 của Redmi Note 3 4G thì các bạn cảm thấy là nó hơi đuối, thì sang con chip 6080 thì ít nhất là nó đã mạnh hơn rồi. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm nữa đấy là con chip này thì nó có 5G. Nói gì nói, ở thời điểm hiện tại 5G mình nghĩ là cũng rất là quan trọng rồi. Và thêm một cái điểm nữa là nó mỏng hơn và nhẹ hơn so với cả phiên bản 4G. Còn lại thì những yếu tố khác, ví dụ như là pin thì cũng đều là 5000mAh này, sạc thì cũng đều là 33W cả, màn hình thì cũng khá là giống nhau, màn hình thì cũng đều là 6,67 inch AMOLED Full HD cộng, tần số quét là 120Hz. Nhưng mà cái kính của cái phiên bản 5G nó là kính xịn hơn nhá. Nó là kính cường lực 5 thay vì là kính cường lực 3 như là phiên bản 4G. Và cái viền màn hình của phiên bản 5G nó cũng sẽ mỏng hơn. Nó làm cái tỷ lệ hiển thị phía mặt trước của nó lên tới gần 89% thay vì 87,5% của phiên bản 4G. Đấy, tuy nhiên cái phiên bản 4G nó lại có một cái nghịch lý như này này. Đấy là phiên bản 4G có 3 cái điểm hơn so với phiên bản 5G. Thứ nhất, đấy là phiên bản 4G có camera góc rộng, cái điều mà phiên bản 5G không có. Thứ hai nữa là phiên bản 4G có vân tay bên trong màn hình, còn phiên bản 5G lại chỉ là phiên vân tay ở bên cạnh hông mà thôi. Và một cái điểm nữa, đấy là cái phiên bản 4G có loa ngoài là loa kép, còn phiên bản 5G không có đâu. Đấy. Nhưng mình nghĩ thì mình nghĩ là như này này, hai cái sở này thì mỗi một cái sở nó đều hơn kém nhau một điểm nào đấy. Nhưng cái phiên bản 5G sẽ là phiên bản mà mình nghĩ là hợp lý nếu như chúng ta muốn tiết kiệm tới tiền triệu. Đấy mới là cái vấn đề quan trọng, cái vấn đề về giá bán đấy. Và với cái tầm giá là 3.490.000 đồng như này là chúng ta đã có thể có một cái điện thoại Xiaomi hàng mới tinh rồi. Trong khi đó thì nếu mà mua hàng cũ đi thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ tới những sản phẩm kiểu như là iPhone 8 cũ rất lâu rồi mà cũng chỉ được cỡ tầm khoảng 64GB thôi, mà là cũ đẹp đấy nhá, chứ không phải là cũ nát đâu nhá. Thế thì nếu mà so Redmi Note 13 5G với iPhone 8 thì rõ ràng là nó gần như là nó hơn tất so với iPhone 8 rồi còn gì nữa. Hộp phụ kiện đầy đủ hơn, có sạc 33W các thứ, nó lại còn có màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, tần số quét mượt mà hơn, độ sáng tốt hơn, giải trí cái thứ ngon lành hơn. Đấy, nó có 5G, cái điều mà iPhone 8 không có. Nó có bộ như trong tối thiểu đã là 128GB rồi. Nó cũng sẽ có viên pin trâu hơn, có sạc nhanh hơn, bla bla bla, rất nhiều thứ nó hơn. Đấy thì mình nghĩ là thay vì việc mua một cái chiếc iPhone 8 rất cũ như này thì chúng ta có thể mua Redmi Note 13 5G. Và các bạn chú ý, nhắc lại một lần nữa, đấy là giá bán tại Điện Hay hiện tại đang rẻ nhất ở trên thị trường và đã bao gồm bảo hành vàng rồi. Đấy, vấn đề là đã bao gồm bảo hành vàng rồi. Các bạn cảm thấy sao về mức giá hiện tại của Redmi Note 13 5G? Hãy để lại comment cho mình biết. Và theo các bạn thì bạn sẽ mua phiên bản 5G hay bỏ thêm 1 triệu để mua phiên bản 4G? Hãy để lại comment cho mình biết nhé.
Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.